Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu chuyên sang hàng ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường Võ Thị Sáu ha, và ngã tư tỉnh lộ 44B, tọa lạc tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh lộ 44B này là đường huyết mạch nha anh chị, làm sắp xong rồi nha, tới đoạn này rồi. Chuẩn bị là bắn thẳng về đường Võ Văn Kiệt này, thẳng về biển Lộc An, biển Hồ Tràm luôn nha. Chuẩn bị giai đoạn 2 nha anh chị, giai đoạn 1 là làm tới đây rồi. Thì hôm nay là chủ có gửi cho em là một lô đất nha, cách đường ven biển Võ Văn Kiệt này. Cách cái đường ven biển này là khoảng tầm là hơn 200m thôi. Ngay đối diện hotel Quốc Hưng đi vào nha anh chị. Thì trước khi vào cái sản phẩm ngọc, em xin giới thiệu sơ vị trí ở đây ha. Thì đường này là đường Võ Thị Sáu nha anh chị, là đường huyết mạch liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn nha. Hướng này là anh chị di chuyển về biển Phước Hải này. Cách biển Phước Hải nó đâu đó khoảng tầm là 2km thôi nha anh chị. Và cũng là hướng đi về đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu luôn nha anh chị. Còn hướng ngược lại đây anh chị, hướng ngược lại anh chị đi về vòng xoay Đất Đỏ, đi về tượng đài mẹ Võ Thị Sáu ha. Cách khoảng tầm là 4km thôi, và cũng là hướng đi về Long Tăng, Đất Đỏ, đi về ngã sáu Đá Bạc, Châu Đức nha anh chị. Đi thẳng nước này ha. Còn đường đôi đang làm bên kia là đường tỉnh lộ 44B nha anh chị. Đường tỉnh lộ 44B đó là đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh nha anh chị. Đi thẳng một đường tỉnh lộ 44B là đi về trung tâm của thành phố Bà Rịa, đi về thành phố Hồ Chí Minh nha. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm là 85km nha anh chị. Có nghĩa là xe Hoa Mai toàn thắng đi từ thành phố Hồ Chí Minh nha, đi về biển Phước Hải là tới vị trí này, rẽ phải này là về biển Phước Hải ha. Còn đi về biển Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận là Xuyên Mộc là đi về đây. Đi về đường ven biển Võ Văn Kiệt này nha anh chị. Thì cái vị trí đất của mình là cách đường ven biển này khoảng tầm là 200m thôi. Bây giờ em sẽ di chuyển vào cho anh chị xem ha. Đây, xe Hoa Mai toàn thắng tới đây rồi nha anh chị. Đi thẳng về đây. Bây giờ em sẽ di chuyển vào cho anh chị xem ha. Tọa lạc ngay xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Cách biển Phước Hải nó đâu đó khoảng tầm là 2km thôi nha anh chị. Rất là gần. Anh chị nào mà tài chính lanh quanh là hơi 1 tỷ nha, đang tìm vị trí gần biển để mình nghỉ dưỡng ha, có sẵn thổ cư xây dựng luôn thì inbox liền cho em lô đất này. Ở đây là trường học, ủy ban, nhà thờ, chợ, rất là gần. Khoảng tầm 500m đổ về là tiện ở xung quanh luôn. Cấp trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đây là trường học cấp 2 này. Xuống đây là trường học cấp 1 mà. Đường này là đường ven biển Võ Văn Kiệt nha anh chị. Đường này là sắp chuẩn bị làm rồi anh chị ha. Đã quy hoạch xong xuôi, đền bù hết rồi nha anh chị. Chờ là làm thôi, chứ đã quy hoạch xong xuôi hết rồi. Đường mở rộng ven biển ha. Đây, đây là hotel Quốc Hương này. Hotel Quốc Hương đi dường như là lớn nhất của thị trấn Phước Hải nha anh chị. Mình là đối diện hotel Quốc Hương, đi vào đây ha. Đi vào đây khoảng tầm hơn 200m là đến nha anh chị. Thì anh chị đi về Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc là đi thẳng này. Đó, xe Hoa Mai toàn thắng tới đây xong rồi anh chị đi bộ vào đây ha. Hướng này là anh chị đi thẳng cũng đi ra biển Phước Hải được luôn nha. Nói chung là đường thông thường tứ hướng hết nha anh chị. Thì sản phẩm của mình em xin nói lại là tổng diện tích là 131m², ngang 5m, sâu vào trong là 26m6 nha. Chủ đã lên là 80m thổ cư rồi. Đất của mình hiện tại là quay về hướng Bắc, lệch nhại về Tây nha. Mà giá chỉ có 1 tỷ 190 triệu anh chị. Rẽ vào khu dân cư này. Đây, mặt tiền đường nhựa luôn nha. Rẽ vào đây cái tới luôn. Rẽ vào đây khoảng tầm là chưa tới 100m là tới rồi. Đối diện căn nhà vườn của mình luôn nha anh chị. Đối diện căn nhà vườn. Đây, nhà vườn bên tay trái này, lô đất mình phía bên tay phải. Wow, quá đẹp luôn. Đất vuông vức cực kỳ đẹp, mặt tiền đường nhựa thông luôn nha anh chị. Thông vào khu dân cư luôn nha. Đây, lô đất của mình em xin nói lại tổng diện tích là 131m², ngang là 5m, sâu vào trong là 26m6 nha. Chủ đã lên là 80m thổ cư rồi, xây dựng tự do, quay về hướng Bắc, lệch nhại về Tây nha. Đối diện mình là hai căn nhà vườn liền kề luôn, nguyên một vườn cây ăn trái luôn nè anh chị. Anh chị nào mà đang tìm vị trí gần biển Phước Hải để nghỉ dưỡng, inbox liền cho em ha. Xa xa kia là núi Minh Đạm nha anh chị. Đây là núi Minh Đạm này. Núi Minh Đạm trải dài, trải dài về biển Phước Hải, biển Lăng Rừng luôn ha. Đường nhựa này là thông thương nha anh chị. Đường nhựa này khoảng tầm là 8m, đường hai ô tô né nhau thoải mái, điện nước đầy đủ nha anh chị. Đèn đường chiếu sáng, camera an ninh nha. Camera an ninh đầy đủ luôn. Trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, ủy ban, nhà thờ, chợ rất là gần.
tọa lạc tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Cách đường nhựa chính có xíu thôi, chưa tới 100m ha. Rẽ trái đi về biển, còn rẽ phải là đi ra đường ven biển Võ Văn Kiệt. Ngay Hotel Quốc Hương luôn nha anh chị. Anh chị quan tâm inbox liền cho em nha, 0906779152. Rồi bây giờ em sẽ mời anh chị xem sổ, xem pháp lý quy hoạch và vị trí ở đây ha. Mình là sổ mới nha anh chị, sổ sẵn công chứng sang tên ngay luôn nha. Thửa đất số là 324 tờ bản đồ 72, địa chỉ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 131m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 80m thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài ha. Đây, đất của mình là quay về hướng bắc lệch nhà về tây nha anh chị, ngang năm sau 26m rưỡi ha. Rồi em mời anh chị xem quy hoạch ở đây ha. Và đây là bản quy hoạch của mình nha anh chị. Mình là mặt tiền đường nhựa thông luôn ha, phủ hồng toàn bộ đất ở nông thôn nha anh chị, ngang năm nè, sau 26m rưỡi, tổng diện tích là 131,1, đất ở nông thôn toàn bộ ha. Em mời anh chị xem vị trí ở đây ha. Vị trí của mình đây nha anh chị, ngay Hotel Quốc Hương, ngay đường ven biển Võ Văn Kiệt ha. Còn đây là đường Võ Thị Sáu nè, 44A. Vị trí mình là gần biển nha anh chị. Đây, di chuyển ra biển Phước Hải nó khoảng tầm là 2km thôi, rất là gần ha. Và di chuyển về trung tâm thành phố Bà Rịa đây anh chị là nó mất khoảng tầm là 16km nha. Và anh chị di chuyển thẳng về thành phố Vũng Tàu thì nó mất khoảng tầm là 25km thôi. Và di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị đi về quốc lộ 51, đi về Phú Mỹ ha. Đi về cao tốc, đi về thành phố Hồ Chí Minh thì nó mất khoảng tầm là 85km. Anh chị nào mà quan tâm, đang tìm vị trí gần biển Phước Hải để mình đầu tư hoặc nghỉ dưỡng ha, inbox liền cho em. Vị trí ngay trung tâm nha anh chị, trường học, ủy ban, chợ rất là gần luôn. Giá cực kỳ hời nha, nhỉnh 1 tỷ thôi. Liên hệ liền cho em ha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha anh chị.